Dạ. Con quay ra cho bà con mình coi cô. Dạ. Dạ thấy. Đó gì? Cái này mình rửa nước trắng hay mình có cần ngâm muối không hả chú? Có ngâm muối rồi, muối mình xả lại. Dạ. Xả lại ba nước. Xả lại ba nước rồi mình mới đem qua kia mình ép hả chú? Mình ép. Ép cho đặc thôi. Dạ. Rồi còn làm mắm ruột. Dạ. Nãy con thấy thành phẩm rồi, để con đi coi với chú là rửa cho sạch nó được rồi để nó mặn. Dạ. Ngâm muối rồi đó. Dạ. Cái này là mình bào hả chú? Bào máy không ạ? Dạ. Có cái dạ. Mấy người bào riêng. Dạ. Mấy người gọt riêng. Dạ, mở người công đoạn hả chú? Bên đây thì chịu trách nhiệm làm ra thành phẩm. Dạ, rồi con cảm ơn chú nhiều. Rồi, rồi chúc chú nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn chú. Dạ, dưới người giác không ơi. Cái này là ép cho nó ép khô lại. Khô nước rồi. Dạ, khô hả bác? Vậy là đu đủ mình bào ra nó còn ướt ướt đó, mình phải ép như vậy. Đâu đó đó, ủ dạ. Muối lại rồi mới được. Muối lại rồi mới vô đây. Muối lại rồi mới ép. Ừ. Wow. Công phu quá luôn. Lắm. Qua đó là thành phẩm rồi đó. Con đi ngược rồi. Con đi một vòng ngược rồi. Dạ. Con bây giờ con đi ngược đi. Nữa vậy quay lại. Dạ. Dạ xuống quay lại. Bắt đầu ngọt ngọt nữa cái. Ép cho nó ra nước nữa bác. Từ giờ trên cái này quay quay cái. Dạ cho con coi mấy chú ép đu đủ. Ép đu đủ là mất ruột. Dạ. Mấy chú ở đâu lại lễ mình chú? Chuyên gia. Chuyên gia ở đây luôn. Tân hội. Chuyên hảo là. Dạ. Chuyên hảo. Chuyên hảo. Dạ. Thì nói chung là con mình tứ xứ. Dạ. Đúng ở trong thông tỉnh có ngoài tỉnh. Dạ. Dạ. Con người tay tiếp phục vụ á. Ví dụ như tôi quen ở dòng họ tôi ở xa vậy cái tôi điện lại kêu về đây tiếp. Dạ, những người nào có người đó, dạ. Chỗ khác quen cái điện về đây tiếp vậy đó. Dạ. Con thấy bà con về đông quá luôn rồi. Dạ. Cái gì người tay phụ mới hết á. Tươi là tươi. Dạ. Tương. Dạ. Được tương. Dạ cái này mình làm cái gì hay bằng cái gì hả bạn? Này là trộn đu đủ. Đu đủ. Dưa leo. Đu đủ dưa leo. Rồi củ cải mặn. Dạ, củ cải mặn thính. Ớt. Rồi dạ. Mắm. Và cũng công phu nhiều gia vị quá luôn. Rồi đường hết gì đủ thứ. Dạ. Dạ mình làm xong cái này qua bên kia mình mới trộn bên kia đó phải không con? Đó là thành đó là chị xé ra. Dạ. À đó là thành phẩm luôn như cô. Cái đó là trộn rồi là thành phẩm đó. Đó là thành phẩm rồi đó. Dạ là ở bên đây là thành phẩm luôn. Thêm miếng cho nó vừa. Dạ. Có nhiều món lắm mà tà hủ chiên đồ vô. Dạ. Dạ. Cái này là mình chuẩn bị chắc phải sớm chứ lắm luôn á bạn. Bữa ăn nốt tới ngày. Bữa nào ăn bữa nay à? Dạ, lần ngày 24. Mình mặn mắm rồi đó, mình mặn tính ra cũng mấy tháng nay rồi. Mình mặn trước. Dạ. Dạ. Mua gì là mình làm món rau đó. Dạ. Món đó là tương đó con. Cái như là tương nhặn đó phải không? Bà. Dạ. 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 Mà con thấy ra được cái món này cũng công phu quá luôn. Dạ. Dạ. À, kệ mình người tay phụ ăn đãi bà con á. Dạ. Cái này là
con coi con chọn mắm hay cô? Dạ mắm. Cô thứ mấy cô? Cô sáu hả? Cô sáu đâu cô sáu? Kinh năm hả cô sáu? Dạ. Cô sáu cho con coi chọn một xíu nha cô sáu. Rồi chọn tự nhiên đi cô. Dạ. Một thao gì là khoảng nhiêu ký hả cô sáu? Dạ vậy là mình để vừa cái thao vậy là chọn nó cơ. Xong là mình chứa vô đây thấy gì cô? À quá ngon. À quá nhiều luôn. Cảm ơn. Cái này là mình để cái gì vô trước cô? Thính hả cô? Thính. Rồi mắm. Mắm. Rồi tàu hủ. Tàu hủ. Rồi muối, đường, bột ngọt. Dạ. Là mình để từ cái vô mình trộn đều rồi mình để tiếp vậy hả cô? Rồi, mình để trong cục nữa khi đó rồi dạ. Mình đảo lên. Dạ. Quay đổ cho. Rồi, quá em luôn. Bắt đầu em đổ mắm vô. Dạ. Đường dạ, dạ. Rồi thêm tàu hủ luôn. Quá nhiều luôn. Rồi đây còn mắm. Rồi giờ mắm. Dạ. À. Mắm cái này là tương nhặn đó phải không con? Dạ. Ôi ớt. Ôi, lên cái giòn hấp dẫn quá hả cô? Ớt kìa. Dạ. Cô thứ mấy cô? Thứ tư. Cô tư với cô sáu. Dạ. Cô tư ở đâu cô tư? Ở trong kinh đập đá. Kinh đập đá hả? Dạ. Là ở Kiên Giang mình ha cô? Không thì ở An Giang. An Giang. À. Dạ. Còn tư cái thẻ An Giang á, chợ mới á. Dạ. Chợ mới chắc cô Tư có đi lễ ông ba nữa cô Tư. Có đi thường luôn. Dạ. Đã rồi con cũng có ghé bển nữa. À. Dạ có. Sau này đi thì cô cháu mình gặp. Dạ. Cô ở đâu hả An Giang? Dạ cũng ở An Giang. Dạ. Dạ. Dạ được rồi cô, dạ khỏi. Để đãi bà con mình đi cô. Dạ. Dạ có ăn ở ngoài á cô, tiệm á cô. Dạ. Mà chắc không hấp dẫn được gì đâu cô. Không ngon ăn này đâu. Dạ. Dạ khỏi cô ơi, để đãi bà con mình đi cô. Dạ. Còn khoái nhất là coi mấy cô làm mà. Dạ. Thích cô chứ không thích ăn. Dạ. Ăn thì còn thích hơn nữa cô. Nhưng mà để bà đãi bà con mình trước đi. Tại vì ở ngoài cái nó đông hơn là đâu có đầy đủ như đây là. Dạ. Đây nội nhìn màu sắc thôi là đã thấy hấp dẫn rồi. Này đông người gì là mấy sể hết. Có luôn. Dạ được. Nào không nghe nè. Thôi cho bé nha. Khéo đổ, khéo đổ vô đó. Khéo đổ vô trong cái nào. Bé mà bé. Này mình có ướp cái gì vô nó không chị? Đường. Đường. Mắm. Mắm. Tàu không chị ba? Tàu hủ lá. Tàu lá. Vậy là xong cái này là mình đem ra mình đãi bà con mình được không? À. Cái này rồi mình ăn chung với cái gì đó chị? Cơm, bún. Dạ, dạ là có rồi. Quá trời luôn. Ngày vậy chị làm khoảng nhiêu thao rồi chị? Mấy chục luôn hả? Ngày chắc cô ăn cũng tắt luôn rồi.
gì hả? Quá nhiều bà con lại quá đông luôn, ở ngoài thấy can cứng hết trơn. Gì là được chứ chị, hay là còn làm gì nữa không? Chọn cho đều nữa rồi là chọn cho đều nữa rồi. Thử ăn một miếng đi.